bia mày quá trời với siêu xe luôn. Ok rồi, ta sẽ cho nó đi rửa nó nào. Sally Car các bạn, một chiếc xe Porsche rất là đẹp luôn nha. Đây một con Sally nữa nè các bạn, đẹp đã chưa? À, chiếc Porsche khá là ngầu luôn nha. Wow, xịn cực kỳ luôn chứ. Yeah, oh, Francesco Vanelli của Ý các bạn, đây là chiếc xe đua công thức 1 của Ý nha, nhìn rất là ngầu luôn các bạn, đấy, xịn sò cực kỳ. Oh my Armstrong, wow đây là chiếc xe My Armstrong của mình đây các bạn, nhìn đẹp chưa kìa. À, sở hữu một cái nón trên đây rất là đẹp luôn, cái râu cái le hay gì này, nhìn rất là lạ luôn nha. Wow, Custom Made các bạn, wow đây là một cái Custom Made luôn nha, chiếc xe màu vàng số 95 của Lady Marie các bạn, rất là đẹp luôn. Siêu xe khá là xịn sò các bạn nhé. Oh, ở đây chúng ta có cả Thomas Grand số 5 luôn các bạn. Đây là chiếc xe Thomas của mình nha, nhìn đẹp cực kỳ luôn kìa. Wow, nhìn chiếc xe quá ngầu luôn các bạn, có cái con nhện ở trên đầu luôn kìa. Ôi, nhìn khá là đáng sợ nha. Custom Made các bạn, quá hay, chiếc xe màu vàng siêu ngầu luôn các bạn. Đấy, nhìn đã chưa kìa. Wow, với màu vàng khá là bắt mắt nha. Đây là tình hình mới nổi của Lady McQueen các bạn, đây là tình hình Lady McQueen. Ok. Oh, chiếc Mistral các bạn. Wow, ở đây chúng ta có chiếc Mistral rất là ngầu luôn này. Đây là chiếc tình hình viên người Anh rất là xịn sò màu xanh luôn. Wow, đã chưa kìa. Chiếc xe khá là bắt mắt nha. Và đây là Lightning McQueen các bạn, siêu xe của Lightning McQueen các bạn, chiếc xe màu đỏ rồi số 95 Lightning McQueen của Roy xe tem các bạn. Wow, nhìn kìa, chao, wow, xịn chưa? Okay. Số 51 và không, đây là chiếc xe cực kỳ mới của cô số 43 nha các bạn. Đây là siêu xe đây nó cô số 43 với cái kính chắn gió này các bạn. Đây, cái này là cái cản gió rất là xịn nha. À, nó có cái cản rất là màu luôn nha. Wow, một chiếc xe số 43 đây cô. Và đây chúng ta có được rất là nhiều những chiếc xe rồi các bạn.